Xin chào cả nhà, mình đang tỉa chân nhang bát hương bao sải bàn thờ. Mình đã tỉa xong một bát hương thổ công thổ địa ở giữa và tiếp tục là mình tỉa bát nhang thứ hai. Bát nhang thứ hai ở bên trái, từ bao nhìn bên trái là bát nhang thờ bà cô ông Mãnh. Đây là những cái phong tục của người dân Việt Nam mình. Hàng năm cứ đến tháng Chạp qua ngày 23 Tết Ông Công Ông Táo là ngày hôm qua, thì từ đó đến Tết thì tùy theo từng gia đình, mỗi gia đình có thể sắp xếp công việc sẽ làm những cái công việc này: dọn dẹp lau chùi vệ sinh sạch sẽ cái ban thờ cúng, rồi tỉa chân nhang lau chùi sạch sẽ để đón các cụ về quê ăn Tết, về nhà ăn Tết trong những ngày Tết Nguyên Đán, mà sắp tới là Tết Nguyên Đán năm Giáp Thìn 2024. Hai mình hôm nay là 24 tháng Chạp, mình đang làm công việc là tỉa chân nhang lau dọn bàn thờ vệ sinh sạch sẽ. Tỉa này là tỉa, nó gọi là tỉa chân nhang thì chỉ có được tỉa ít một thôi, không được cầm cả lắm to, như thế là sai, là phạm. Đó, thì nhận tỉa thật nhẹ nhàng, từng lăm ba cả chân, lăm chân, một chân, hai chân, ít một thôi. Ba cái chân tỉa hết cả mà bớt lại ba cái chân nhang cũ. Một cái chân nhang là cỡ lén nhang 10 thắp và còn lại là những cái chân cũ là mình tỉa hết ra, mang cả cái chậu này xong mang đi ra ngoài hóa để cho năm mới là cái bát nhang được mới mẻ sạch sẽ. Cứ hàng năm là phong tục thì cứ cuối năm là những cái ngày tháng chạp này qua ngày 23 này, bà con nhân dân ai cũng theo phong tục của Việt Nam mình, ai nhà nào gia đình nào cũng bào sái vệ sinh rồi tỉa chân nhang quét dọn sạch sẽ bàn thờ của nhà mình. Đó, mình đã làm xong là xong bàn thứ hai, bàn hương thứ hai, rồi chuẩn bị làm bát hương thứ ba, là bát hương thờ thổ công, bát hương này, bát hương gia tiên. Mình chuẩn bị làm bát hương thứ ba này. Bát hương ở bên phải, mình nhìn vào bên tay phải là bát hương rồi. Bát hương thờ gia tiên, các cụ, bố mẹ, ông bà. Hello, mình xin tạm dừng clip ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.